mổ anh sáng nay anh bảo là mổ rồi sao mà à, nhưng mà bây giờ anh Hải đấy không? Thế thì cố gắng nhé, xem là có vấn đề gì thì gọi em. Anh mổ xong thì gọi em xuống nhé. Tại vì em đang ở nhà anh hôm nay trên này cho xem anh em ở là nhà. Đấy các bác ạ, về cái phần sức khỏe của anh Hải thì sau khi mà đi bệnh viện Việt Đức ở bên Hà Nội khám ấy, thì là hai anh em cũng bị thống nhất với nhau là muốn cắt cái chân kim. Nhưng mà về đến thành phố, về đến nằm viện ở dưới kia thì bác sĩ lại bảo là cái này là còn cứu được, còn chữa được thì không phải cắt đâu.